xem cả nhà. Thì là đây là anh Phương Gió. Anh này đánh đầu đít tương mình là 10 lần thì thua cả 10 mà chưa thắng bao giờ luôn. Các cụ phải toan thở thôi. Hôm nay đánh cho anh một phát 500 nhá. Rồi, chào bóng ơi. À, hai đầu hai đít ăn luôn. Hai đầu hai đít ăn luôn. Ờ, à, đây to lắm. Ờ, à, đây 9. Ờ, à, 9. Ai đưa tiền đây? Đầu 7. Ờ, đây. Tính đâu thì đưa tiền đây. Làm phát. Đưa anh 500 vợ ơi. Ôi, trò lợ đi. Không, rồi, để cái tiền lẻ đây, xin tiếng trên tiền lẻ. Ông gọi đây. Ông cất cặp tiền lẻ của ông đi này. Gọi đây. Ua, anh Phương à. Đấy. Đánh nghĩa 1 triệu. Đánh bao nhiêu cũng được, cứ mỗi phát 500 cũng được. Được. Chơi mỗi phát 500 thôi. Đấy. Ông gọi đi, ông chưa gọi là tính rồi. Tổng toan. Tổng toan à. Úi giời. Không được rồi. Rồi. Hai điểm. Tịt. Bé ăn cũng phải ngon hơn ông. Ai giả ông này. Bé phải quả phải bé ăn. Ê. Rồi. Một đầu ăn luôn. Bỏ số công đầu đi, bỏ số đầu đi. Một đầu ăn luôn. Chín luôn. Một là có được ăn không? Một có được ăn à? Dạ. Rồi. Một đầu ăn ôm lấy một luôn. Rồi. Rồi, đến ta bóng gọi đi. Hai đít nhỏ ăn. Nhỏ ăn à? Thế ông phải đưa thì ông lên tờ nào? Anh thích tờ nào đấy nhỉ? Tờ này, nhỏ ăn thì. Úi trời, 9. 4. Nhỏ ăn hay to ăn nhỉ? Nhỏ ăn à? Thế ông 9 nữa rồi. Chết giờ, đấy, giả ông luôn một tờ. Đấy. Thôi, không chơi được. Ờ, ông chơi đủ 10 phát thì thôi. Được mấy phát rồi nhỉ? Được 3 phát đúng không? 3, anh thắng em có 1 rồi, thật như anh em lắm. Rồi, còn 7 phát nữa, chơi ra hẹn rồi là phải chơi. Để em lên bóng. Ờ, ông lấy đi. Một ba đầu lấy lẻ không lẻ chết luôn. Ờ. Ba đầu lấy lẻ. Không lẻ chết luôn. Rồi rồi rồi. Ba đầu toàn lẻ luôn bảy. Ra rồi. Không lẻ. Đây. Bả. Thế thì ông lại còn không có con lẻ nào. Chết giờ này rồi. À ba giờ đi lại ra bóng nhỉ. Thôi anh thích anh thích. Đây. Bây giờ cứ một người ra bóng thôi, không cần nhiều. Đấy, ông gọi đi, tôi ra bóng không? Một đít, ít ăn. Một đít, ít ăn đi. Ờ. 9. 3. Chết toi rồi. Chết giờ. Đánh đợt thôi. Ôi, này phải gọi cứu triệu vợ rồi. Là mấy phát rồi nhờ? 4. 4, 5 chứ. 5. 5 phát, còn 5 phát nữa chẳng nghe à. Đưa tiền đây, gọi đi. Được, bây giờ cho anh tự gọi. Không. Một thằng ra, một thằng gọi, chơi luôn đi. Gọi đi. Nhưng mà nốt con này anh thua được thôi nhá. Không, chơi đủ 10 phát thì thôi. Vậy ông thắng ông chứ thế, ông ăn lòn à, thì không được rồi. Cho anh gọi. 4 đầu 1 đầu. 4 đầu 1 đầu. Ờ, đó ăn. Chẳng bé ăn à. 10 luôn. 10 á. 6, 2, 1, 1. 9 này. Giờ. Đẹp quá nhờ. Này phải gọi rồi. À mà nói giả nữa, ông phải giả gốc đấy, tìm như là rồi. Chưa mà đây, chưa. Giả rồi, ông cầm 2 tờ. Hai tờ thôi, ông. Đã được lại còn đang gian, mày chết rồi. Thôi, có khi bây giờ em chọn chủ đề đi. À. Đồng này chắc đấy này. À, chưa một tờ đi. Lẻ đấy. Đó, lẻ ra tiền đấy. Ba số không hết. Hả? Chết giờ. Đâu ra màu? 3 số 0. Không là không tính thế nào đúng không? Không là chắn. Không là chắn à? 0, 2, 4, 6, 8 của anh là 1, 3, 5, 7, 9. Thử hỏi đi xem là không là chắn hay lẻ. Thử hỏi đi. Không là chắn rồi. Ôi, thử hỏi đi. Phương ơi, không là chắn hay lẻ. Không là chắn. Không là công như là. Không là chắn. Mỗi thứ người 5 con là 0, 2, 4, 6, 8,
Tức là của em là 5, của anh là 1, 3, 5, 7, 9. Ok chưa? Ờ, thì mấy bát nhờ? Chờ em xem ra để... Mấy bát rồi? Một phát rồi. 6 phát rồi. 6 phát rồi. 6 phát à? Anh vừa được 1 phát. Ờ, thì bây giờ ông ra đi để không ạ? Có khi rút ngắn khoảng cách, đánh... Hồng đánh đủ 10 quả thôi. Ông ăn lo đâu phải để tôi gỡ. Để cho anh gọi. Ờ. Tất lẻ. Tất lẻ ăn luôn. Ờ. Ôi nhiều lẻ lắm. Có hẳn có 1 thôi. Thế này à. Anh thắng rồi, em có 1 thôi. Ê rồi ơi, ông 1 tôi 1 thôi. Thế được hòa. Hòa rồi đi. Rồi. Bảy phát rồi đúng không? Bảy phát rồi đấy. 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 Không, con này hòa. Hòa đi. Ờ, đây ông gọi đi. À, lại chơi kiểu chắn lẻ gì? Hai tờ này đi. Ờ, lẻ lẻ bé đi. Lẻ cũng lẻ bé. Tất lẻ cũng lẻ bé. Ờ. Ở đây, đấy thôi, lại có người nhá. Có người tiếp viện này. Ôi, chỉ kia tiền lẻ đây. Em 8. 8 ăn luôn rồi. Lại thua rồi. Đang thua đây. Em rửa nhá. Rồi. Rồi, có phải tính tiền tiền của ông. Em kiếm anh đang đấy nhá. Rồi, vào. Rồi. Tập tiền lại của mình nhờ. Phải cất vào ngay. Mấy phát rồi nhờ? 8. 8 phát à? Thế mình mới ăn thua một phát thì mình là thua 3 tiền rồi. Chết giờ. Hà Nội này thì kiếm tiền thật. Không. Phải chơi đủ 10. Em lấy 1 triệu thôi, em lấy 1 triệu. Không, phải chơi đủ 10. Thôi, không. Thôi. Không, phải chơi đủ 10. Em thắng nhiều em lại thôi. Không. Thôi, em lấy 1 triệu.